Mình là Andrew, hiện tại thì mình làm Creative Director cho Social Life Việt Nam. Mình là Ivan. Hiện tại mình đang làm Brand Manager của Nova F&B. Và dĩ nhiên thì cái relationship Tay Start của mình là in relationship with him. Mình là Thế Anh, hiện tại mình là sinh viên năm cuối tại trường Đại học RMIT. Xin chào mọi người, mình tên là Lâm Vũ, hiện mình là nhà biên kịch phim điện ảnh và đây là bộ của mình đối với anh. Em tên là Đinh Thị Mỹ Anh, em sinh năm 2001, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Tôi là Châu Yang, là số của sinh viên 39 tuổi. Tụi em quen nhau được 1.5 năm. Thì lúc trước thì mình nghĩ là Tinder là một cái app rất là nổi tiếng để có thể là tìm bạn bè hoặc là tìm một người yêu chẳng hạn. Mình chọn Tinder tại vì nó vui, quẹt lẹ. Nếu hơn thì mình sẽ trốn. Thu hút, tò mò tìm hiểu thêm những đối phương khác. Những bạn tham gia Tinder thì gọi là chất lượng hơn, đẹp trai đẹp gái hơn. Nhưng mà Tinder cứ lúc nào cũng refresh, rất là mới. Và lúc nào cũng giống như mình đã gặp người mới vậy. Nó rất là tiện lợi và nó rất là hữu ích dành cho những cái người mà có ít thời gian để đi dating giống mình. Mình là người chủ động nhắn Ivan. Tối nay mình có thể hẹn Ivan ra ở Luzin được không? Thì vì lúc đó là mình đang làm ở Luzin. Mình cũng không ngờ là mình đã kết Ivan từ lúc đó. Cái rồi quẹt phải hứa coi. Match đã. Rồi nhắn tin, rồi hẹn luôn. Ở khu đi. Tung tung nè. Thật ra cái cuộc hẹn đầu tiên trên Tinder của mình á, hình như là không phải Android thì phải. Sorry. Cũng như các cặp đôi khác thì tụi em gặp nhau ở quán cà phê, không khí cũng hơi lãng mạn. Sau đó thì cuối ngày có vào khách sạn. Cuộc hẹn đầu tiên nhớ chứ, mình hẹn ngay đêm 30 Tết luôn. Nó rất là low-key, nó rất là ẩn. Tụi mình biết là tụi mình có để ý đến nhau nhưng mà không có dám first move đầu tiên. Tính tối đó mới dám gàng thử coi ra sao. Gặp mình xong rồi cái chào mình cái không biết sao, nhiều lúc đó đang vui quá hay sao. Phải hung má mình cái lúc đó cái kiểu mình đổ gục luôn. Chị Giang thật sự rất thích em và em cũng thích chị ấy nữa. Nhưng mà lại không làm gì cả vì chị Giang bỏ em đi về. Hi. Mình cũng trả lời lại. Andrew hẹn mình bằng những cái câu rất là kiểu hai em khỏe không, em làm gì, chiều nay em rảnh không. Thì đối với một người mà kiểu như là ma mảnh đi, thì những cái câu hỏi đó rất là kiểu chán. Nhưng mà nhiều khi những cái mà ordinary như vậy nó lại làm những cái chuyện rất là extraordinary. Nên nhắn gì giờ ta? Giờ chị mới nhắn mình rõ ràng rồi. Nó kỳ quá, xong mình im. Xong cuối cùng bạn lại nhắn trước. Mà thấy bạn này kiểu bảo không nhắn lại ta up luôn, cancel hết mọi thứ này nè. Nhắn liền. Hai lại cái chốt đơn. Đó, thế nhắn một dấu, cái nhắn một cái từ hai thôi, có gì khó khăn đâu. Có chữ hai chữ H, Y, xong. Lần đầu tiên Andrew nói chuyện với Ivan á, là chỉ nói tiếng Anh, không nói tiếng Việt. Mình có hỏi là bạn ơi sao bạn không nói tiếng Việt, cái xong kêu là ai mình ngại nói tiếng Việt quá, nhưng mà vẫn trả lời câu đó bằng tiếng Anh. Tại vì là trước giờ chưa ai nói chuyện với mình trên Tinder mà bằng toàn bộ cái conversation bằng tiếng Anh hết. Thì Andrew là người đầu tiên và tới hiện tại, hiện nay tới tận bây giờ thì dĩ nhiên em mình là người cuối cùng. Anh biết anh tê mình chưa xong. Chắc cái này là Ivan sẽ chia sẻ thật về mối quan hệ của Ivan. Hiện tại là mối quan hệ của bọn mình tính thời điểm này là 7 năm. Bọn mình chưa bao giờ chia tay cả. Nhưng mà trong thời gian bọn mình có những trục trặc cá nhân riêng á, thì bọn mình có dùng Tinder để tìm những cái gọi là gia vị mới. Maybe là cả hai là có thể là tìm hiểu cái mối quan hệ khác để xem là có thực sự là dành cho nhau chưa, hay là có những cái mối quan hệ khác mà có thể là lay the one của mỗi người, nên maybe là cứ give each other a chance. Tuy là bạn đời của mình đồng thuận với chuyện mình có mối quan hệ ở ngoài, thì một thời gian lâu sau á thì sẽ có rất là nhiều rắc rối sẽ xảy ra. Đừng có hai mục đích đi cho mệt. Thấy mệt không? Anh nói trước đi, anh thích nhiều người lắm không? Yêu mình cũng muốn quen người yêu mình chứ, làm vũ chứ, đúng không? Nhưng mà... Nhà, mình đơn giản lắm, mình sẽ chọn VV của Luna. Momopami Ririka, trong học viện đỏ đen ạ. Gu em là kiểu người phụ nữ mà trong nóng ngoài lạnh như là chị Giang vậy nè. Gu mặn quá. Sẽ
date với Rihanna, tại vì Rihanna là idol của mình và mình cảm thấy cô ấy rất là thú vị. Và câu trả lời của mình á, nó cũng nêu ra cái quan điểm là tại sao bọn mình hợp nhau. Là cái người mà nếu như mà mình nghĩ là mình muốn date á, đó chính là Miley Cyrus. Chị Giang chắc chắn sẽ chọn Rosé, Blackpink, Mặt chị. Em là người kiểu đẹp, hợp gu thì cứ quẹt phải nhiều vậy đó, rồi chờ người ta chủ động với em. Chị sẽ là người chủ động, giống như là chị chủ động với em vậy đó. Tùy vào cái đối tượng đó, rồi mới chọn là có message hay không. Ivan mở cái Tinder ra và Ivan nói với Ivan là hey, anh coi là bạn này có thích không? Chứ là bọn mình chữ cá cược với nhau. Mình là quẹt đại trà, và nếu như mình match liền á, mình nhắn liền luôn. Để em đoán nha, profile của anh thế nào cũng không đi quá 3 dòng. Everything, mọi photo là on point hết trơn rồi. Rất là catfishing, từ hình đi du lịch cho đến hình xôi thịt một chút xíu cũng có ha. It's my turn. Oh god, god damn, mọi người nhìn nè. Trời ơi, so hot. Làm sao ai có thể gọi là cưỡng lại với tấm hình này chứ? Tại sao để tấm hình này lên? Ôi, nghe 10 điểm sử dụng tinh thần. Có đủ thứ dễ với anh không? Có hút thuốc. Đúng rồi, đúng rồi. Anh 24 tuổi, RMIT, gay. Hết rồi đó mọi người. Không có gì đặc biệt. Ê, nhưng mà còn profile của em sao có giống như những gì anh tưởng tượng không? Phải có thú vị thì anh mới nhắn cho em chứ, đúng không? Chứ phải có thú vị. Tại sao ạ? Mình trả lời đi ạ. Thì tại vì tấm này nhìn ok. Nhìn rất là... rất là...